ba cái ngu ở đời nên tránh càng xa càng tốt. Kính thưa quý vị, sự thành và bại, dại và khôn là những yếu tố luôn tham gia vào sự tạo thành cuộc sống của từng cá nhân trong sự đối lập giữa chiến thắng và chiến bại, giữa dại và khôn. Con người vẫn thường tìm tới chiến thắng và sự khôn ngoan để xây dựng cuộc sống tốt đẹp như ý muốn. Nhưng ta có nên chỉ tôn trọng chiến thắng mà coi khinh thất bại, tìm sự khôn ngoan và tránh sự dại khờ trong cuộc sống? Đời người có nhiều điều nên thử làm và có nhiều điều không nên làm. Bởi thời gian được sống có ít lắm, nên nếu không làm những điều không nên làm thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian để làm những điều nên thử làm. Sau đây là ba điều dại khờ mà người đời nếu ai chưa biết thì nên tránh càng xa càng tốt. Mời quý vị cùng theo dõi. 1. Xây nhà quá to. Đừng dại gì mà cả đời thắt lưng buộc bụng, bóp mồm bóp miệng dành tiền dựng lên một khối bê tông, sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm ô xin, lau chùi quét dọn cả ngày, rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong sáu tấm ván hoặc chui vào lọ sành. Đồng ý là phải có nhà cửa đàng hoàng nhưng đừng quá sức. Thử hỏi, mỗi ngày bạn ở nhà mấy giờ đồng hồ? Và khi ở nhà thì hầu hết là lúc mình nhắm mắt. Vì thế, nhà to hay bé, xấu hay đẹp cũng không có gì khác nhau là mấy. Hơn nữa, nhiều người xây nhà to với mục đích khoe khoang cho cả thiên hạ biết, mà mặc kệ điều kiện tài chính của gia đình thì chỉ ngày ngày cắm mặt làm việc, chạy vay khắp nơi để trả món nợ nhà to. Ấy thế, đâu phải là sống để hưởng thụ nữa, mà là sống để làm khổ mình. Đừng quên là sau một ngày đi làm mệt mỏi, bạn muốn trở về một nơi ấm áp, quen thuộc, thoải mái là điều kiện trước nhất, chứ không phải một nơi rộng rãi mà luôn cảm thấy tâm trạng bất ổn. 2. Cho con cái quá nhiều. Người Việt Nam có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu cho con hết. Cho nhiều quá, nên con cái chẳng biết tự lo gì. Có khi 30 tuổi rồi, vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình, thì về già, bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ, bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng. Đấy là chưa nói gì đến khi ốm đau bệnh tật. Cho con vừa thôi, và quan trọng là cho nó thành người. Cho khả năng tự lập mới là quan trọng. Có cho nhiều thì cũng đừng cho hết. Hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao sức yếu, để con cháu đỡ khổ. Đừng quên rằng tiền bạc là quyền lực của người già. Vốn biết cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể, nhưng con cái đến tuổi phải lập nghiệp mà vẫn quen thói dựa dẫm, sợ hãi cuộc sống xô bồ, thì tới lúc cha mẹ không còn trên đời thì sẽ chỉ trở thành kẻ ăn bám của xã hội mà thôi. Dù thương con đến thế nào thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được trông chênh trên đường đời. Có như thế, con cái mới có cơ hội được lớn lên, được trưởng thành. Con cái mới biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. Tiền bạc có nhiều, cha mẹ nên giữ lại cho mình để dưỡng già, hưởng thụ, đi du lịch, đi ăn những món ngon, bù lại những ngày tháng làm việc vất vả, quần quật để nuôi các con. Các con một khi đã thực sự trưởng thành cũng chỉ mong cha mẹ hãy dành tiền để sống cuộc sống cha mẹ mong muốn khi về già. 3. Tự móc túi mình khi vào bệnh viện. Nhiều người chúng ta cứ mải mê làm ăn, tích cóp mà không nghĩ cách bảo vệ tiền bạc của mình. Vì thế, đến khi vào bệnh viện, thay vì có chỗ họ phải trả tiền cho mình chăm sóc sức khỏe, thì hầu hết chúng ta lại phải tự móc túi mình ra mà chi phí. Đó là lý do đã thoát nghèo rồi lại bị tái nghèo, khổ thân. Dành cả đời để suy nghĩ làm sao để có đủ tiền để sống đủ, để rồi đến cuối đời lại chẳng thể tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa, chỉ mong sao có đủ tiền để trả viện phí, trả tiền thuốc men. Làm việc cật lực cả đời, cuối cùng chỉ mong có được một chỗ nằm trong bệnh viện. Sức khỏe lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Vẫn biết là có tiền thì trang trải được cuộc sống, nhưng không có sức khỏe thì nhiều tiền tới mấy, cuộc sống cũng chẳng vui. Vậy nên trong cuộc sống,
điều gì nên thử thì hãy thử làm. Còn điều gì cần tránh thì đừng nên làm để không phải tiếc nuối về sau. Giàu có nhưng tôi khốn khổ vì con cái tranh nhau tài sản. Chỉ vì miếng đất chưa được chia, các con tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ngay trước mặt mẹ và thông gia, khiến tôi xấu hổ, không ngẩng nổi mặt lên. Người ta khen tôi giỏi giang, thành đạt khi một thân một mình vẫn nuôi con thành tài. Không những vậy, tôi vẫn sở hữu một khối tài sản không quá lớn nhưng cũng đáng nể ở vùng thôn quê. Nhưng tôi cho rằng mình đã thất bại. Trong đó, thất bại lớn nhất là tôi không dạy được con. Tôi năm nay 65 tuổi. Chồng tôi mất cách đây 30 năm do bệnh hiểm nghèo. Anh mất, để lại cho tôi 3 con, 2 trai, 1 gái. Khi đó, kinh tế khó khăn, tôi phải làm ngày, làm đêm để nuôi 3 con ăn học. Từ bỏ nghề làm ruộng, gửi các con cho mẹ đẻ trông, tôi quyết tâm đi buôn. Thời kỳ đó, không sao kể hết nỗi cơ cực của tôi. Nhưng may mắn tôi chịu thương chịu khó, lại nhanh nhạy nên việc làm ăn khá suôn sẻ. Tôi nuôi được các con ăn học, trả được hết số nợ trước đây vay để chữa bệnh cho chồng tôi. Không chỉ vậy, nhiều năm sau tôi còn vươn lên trở thành một trong những người giàu có ở vùng. Cách đây 5 năm, cảm thấy sức khỏe yếu đi và kinh tế tương đối ổn định, tôi nghỉ việc kinh doanh và giao lại cho 2 con trai tiếp quản. Nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ đây. Con gái đầu của tôi lấy chồng xa, thương con nên khi con làm đám cưới, tôi chia cho con một mảnh đất trị giá không dưới 1 tỷ. 2 người con trai, ngoài việc cho tiếp quản công ty, mỗi con cũng được một mảnh đất tương tự. Ngày trước, các con còn độc thân, đều không quá quan tâm đến tài sản. Tuy nhiên, khi con lấy vợ có gia đình, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Không ít lần, tôi nghe con dâu thứ nói bóng gió rằng mảnh đất nhà anh chồng, tức con trai cả của tôi, dù tương đương về giá trị, nhưng hướng lại đẹp hơn mảnh đất tôi cho nhà con trai thứ. Không chỉ định lệnh nhau về tài sản mẹ cho, các con còn tìm cách xin tiền mẹ mỗi lần có cơ hội. Mỗi lần xin tiền mẹ, các con đều có lý do. Khi thì cho cháu tiết 10 triệu đồng để học khóa tiếng Anh, khi thì cho cháu môn 15 triệu đồng tiền nộp học môn piano trên thành phố, khi thì tiền sửa nhà, tiền mở shop thời trang cho con dâu, vân vân. Các cháu rất thích dựa vào tài sản của mẹ. Tuổi già tôi tâm niệm không còn muốn giữ lại quá nhiều của cải, bởi chết đâu có mang đi theo được. Trước sau gì tôi cũng để lại hết cho các con. Thêm vào đó, tôi rất thương các con các cháu và không muốn mất hòa khí trong nhà. Vì vậy, khi các con kêu khó khăn, thiếu thốn, tôi đều giúp đỡ hết lòng. Nhưng các con không hiểu chuyện. Nhà con trai đầu xin được bà khoản này, nhà con trai thứ lại tị nạnh và ngược lại. Gần đây, một chuyện rắc rối lại xảy ra. Khi các con phát hiện, ngoài 3 miếng đất đã chia cho con, tôi còn một mảnh nhỏ hơn nữa. Trị giá mảnh này chỉ khoảng 800 triệu, nhưng các con cũng không buông tha. Miếng đất này tôi dự tính giữ lại để phòng tuổi già. Nhưng 2 nhà con trai cho rằng tôi giấu giếm để cho con gái. Mặc dù con gái của tôi rất thương mẹ và hầu như không ngó ngàng tranh chấp tài sản như các anh. Từ ngày biết chuyện, con trai cả tuyên bố con trai cả phải lo chuyện hương hỏa thờ tự cho bố mẹ, nên nghiễm nhiên miếng đất này tôi phải để cho con. Con trai thứ nhất quyết không chịu khi cho rằng anh cả đã được phân mảnh đất đẹp hơn nên mảnh này đương nhiên phải cho con để bù đắp. Không chỉ vậy, các dịp họp gia đình như lễ, Tết, sinh nhật, các con đều mang chuyện miếng đất ra để nói và tạo áp lực để tôi phải giải quyết. Hôm vừa rồi, sinh nhật cho bé út, có mặt cả thông gia, vậy mà 2 con trai của tôi lại đem chuyện phân chia tài sản ra để tranh cãi. Có chút hơi men trong người, các con nổi nóng rồi xông vào đánh nhau. Nhìn cảnh đó, tôi đau lòng vô cùng. Tôi biết, ngày nào chưa chia phần đất đó, các con không để cho tôi được yên. Người ta nói, cả đời lao động chăm chỉ, cuối đời được hưởng phúc. Sao tôi lại bất hạnh đến như vậy?